À, mình đi qua bên kia để nhậu với mấy anh em nha mọi người. Hôm nay anh em làm dê ở trường được ngày nghỉ cuối tuần đi ăn nhậu đây. Trước khi đi mình phải lội qua cái con suối đây. Mấy anh em đang ngồi chờ mình kia. Rồi mình vừa đến cái trại của anh Ma Rạng này. Mấy anh em đang ngồi trước hết rồi. Hello, chào anh em. Chào anh em. Đồ, này cuối tuần ngày nghỉ đã quá anh em ơi. Mình đi chơi đã quá đây. Đây là món đây là tầm chép của Sapa Tây Mi. Đây là của mình. Đồ, tròn chung chanh vô nữa nhất hạng luôn trơn. Đúng không? Đây là tầm chép của bên cạnh đấy là mình thấy mấy món thịt dê nướng này. Cái món đây món nấu gì đây anh? Bơi. Nét. Cho. Để em lấy cho. Tới chương trình nhậu nha. Không có đũa ăn bóc nè. Hôm nay thứ mấy rồi, ngày mai chúng mình đi đám cưới luôn à. Dễ mà rạng nó 20 đầu. Ta bắt mà rạng. Món này. Có đũa đâu ăn. Mấy để bị coi nhà bóc đi. Mời mọi người nha, đây thịt nướng nè. Không phải bia bên đây đâu, đây. Đây có gì ăn được không vậy? Ngon ngon. Ngon đây, cài lăng ngon đây, té người. Anh Dương làm pháo đây Dương. Mời anh em mà chừng kéo xe ba TV đây. Cuối tuần không có máy nữa. Qua giờ, xuống thức đấy. Không có quay phim mà. Mời xếp lên đi. Đây. Lên. Một phát không được thì hai phát cho nó xong luôn. Muốn phát nào. Đi. Quá ngon không? 1 2 3. Muốn phát mai mai thì phát đi. Rồi. Đang chảy trong miệng rồi. Được. Một phát cho nó cho lên cho lên. Thoải mái đi, thoải mái đi. Tí gì ghép vô mày kéo cho anh luôn, anh yên tâm không phải rằng là mày kéo đẹp luôn ra đó. Càng phát trực tiếp mà. Có em đâu là phát trực tiếp vậy? Phát luôn. Em còn quay xong gì em cấy ghép nhạc vô để tao cáo cho anh nữa mà không lấy hình đi em đi đâu đâu được đâu đây đừng ghép nhạc luôn nhé. Anh thanh niên chưa vào đây nha mọi người, em nào mà lên nếu mà muốn làm quen với anh là liên hệ với tin vlog cho số điện thoại liền. Ok đi 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 ha. Đang này vô đây làm một phát còn thôi đục cái ly luôn này. Rồi xong lục này. Đồ nướng khô. Mà rằng đâu có đũa rồi đúng không? Không anh muốn này bỏ gì còn ấy được kia này anh ché này. À đúng rồi. Không mà anh múc chạy, mà múc không có múc nước. Trơn không mùi vậy này. Nước nó nhiều lắm á. Là cái thuốc chứ cho sao. Vâng, nước. Làm ăn không nước vô này. Cho diễn món bìa đi không? Đúng rồi. Thưởng thức thử hả? Sơn làm được rồi Sơn, vé đây. Ngon mà hả? Có cà nữa là thôi giá trị luôn á. Mà nó ngon, cho đứng dậy vậy. Cà vô quá. Thôi Sơn chưa? Chóc. Ủa có đũa. Đang nào chưa có đũa đây. Bây giờ ông Sơn. Này còn con ông hỏi ngon anh em mà ông nào dám nói dở tôi nói chịu gì tôi chịu à. Ông nào nói dở là tôi gạt đũa. Kẹp ghép vô nó tuột xuống. Nóng đũa mà hôn mà bê xuống xuống trong nước mát lắm, bê xuống nó nóng tròn rồi được nó nóng. Mời anh em nha. Mời mấy con đó. Rồi cầm luôn. Hai người làm. Hai em ơi. Nấu nó muốn chết mình lên chơi dớ nữa. Thành đó là như mình đây bỏ giúp lên tiếng mà. Mình đây chẳng qua bỏ bỏ chừng đồ vậy chứ mình làm gì được. Hai đứa ăn đây nhá. Bốc vé nữa kìa. Bốc vô em. Cho hai đứa ăn là một cái đầu, một cái cố với là một cái o. Dài luôn. Ông cũng hay cho ông nhạo nha, thoải mái nha. Thế là bia máu trở lại mà ăn. Trở một cưa luôn. Vào đi nét. Trở một cưa cho anh say trước mình. Không phải cho nó chết sao à. Phải cho đưa anh em chút lên người ta nhậu chứ. Còn quá mọi người. Em mua. Mua không có tùy mà trung do biết đỡ đó. Bơi là có, đây là có. Lên cả nhà cũng lên. Cái gì? Thôi mai. Hết bắt nữa. Đường nước mình bỏ chút cát rồi. Đúng rồi. Ngon rồi mọi người.
được. Em mình cứ cuối tuần là thống nhất này, cứ cuối tuần của tháng lương là đi nha. Tháng nào nhà đi đâu đi. Rồi đưa em thu quỹ cho cứ 100.000 đồng và lương chuyển qua đây. Mời anh nhiều nha. Thì ông còn nếu mà còn nếu mà triển khai luôn khỏi cần đồng thu quỹ. Vì ông mua giờ cái nữa nha. Còn mấy anh em đi lên uống không à? Chúng ta cùng nhiều lên. Cảm ơn ông đây nhất này. Hai ông đi sắp bên thằng đây nè. Thằng đây bỏ ăn bỏ uống nè. Quá, ông đây đi bác nên chưa hả? Ông đi bác mà. Tôi không đi ông này cuộc là chiều này anh em mình không bao giờ có. Chứ không phải anh bơi chở xuống hả? Chứ mình ăn thôi chứ sao. Mình nước rồi. Đây nè, đục làm đẹp ông đây nè. Đây có ông đây mình chiều này mới gặp nhau. Sâu bé nó. Không phải, không phải. Do bạn yên biết là múc, bạn yên múc cái không bạn yên múc nước còn một đống ở trong kinh nghiệm. Nước không em. Nước đây đây đây, 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 đây. Em lấy nước. Do cho bạn yên múc múc trên không múc trên không. Anh em mọi người, mình sẽ đi múc thêm chút nước nữa. Này, thấy cái son của đâu mình mới đó này. Wow, siêu. Anh em mọi người, ui siêu. Một son này thôi, em biết bao giờ mới hết. Cầm lên trên xe mới đổ đổ không à? Múc này, múc cái nước này, mấy em này thích cái nước. Tắm biển cái chứ. Lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây. Đợi đây chạy đợi đợi em được, đừng chạy qua. Chuẩn bị biển rồi nè. Rồi nè. Bỏ đi, bỏ đi. Đợi đây, đợi đây chừng đi qua cho nó khỏe, chẳng mà. Sáng quần lên. Đấy, do nãy bạn yên múc nó chỉ cho nãy em mới làm một lượt luôn ba. Đấy thì nghe múc được không anh yêu? Anh làm phát đi. Anh à, ý là ý anh là vậy. Là không nói gì thêm nữa. Không mời đi. Cứ vậy đi, cứ vậy thôi. Dạ, còn anh em đây. Từ anh cạn ra. Thì còn bao nhiêu? Không phải tới nếu mà tao không ăn ấy vậy mất mặt. Anh nói anh nè. Anh nè. Cự hiểu không? Giờ ý là đem không đập 11 anh thế thì kiếm con bò nha. Hôm nào làm con bò tiếp tục tại vị trí đây. Mời mời không? Cái bò bữa ông mình đấy. Bò bữa sốt. Thêm công rồi. Mình đem 50 ngàn của anh ấy nữa. À rồi, cộng vô. Vì cộng 50 ngàn ông nói tiền ấy đó. Em làm một tí cộng. Đúng không? Là một sự là... Cho anh Tân ấy. Anh Tân biết cộng. 2.815.000. Đấy, là hiện hiện đang bây giờ nó đó đấy. Ừ. Còn chút nữa là nó thêm nữa là cứ uống tổng chi phí thì tới chia ăn nhau xong rồi tính ăn xong rồi tính trời ơi ông năm thì còn mai mốt mà vlog mà anh nên làm ra này khỏi cần tính luôn tối nay mà ai vlog thì anh nên làm ra được miễn phí muốn ngủ lại em ơi. Ngồi đó ngay vài giờ. Mời vào nhé. Đó ngay vài giờ đào đi. Ôi chào hai anh em. Hai anh em vui. Hai anh em mới ra cuộc à. Mang bàn khăn nước cho nên em lấy hai cái dừa ra uống. Tại vì nó uống rượu đổ đêm hai cái dừa nó uống. Đây. Chào cả nhà nghe. Vô vô. Mới hai thành viên mới cho anh em. Khách sạn lắm nè. Và đi lớp em mà khách sạn đi phải có qua rồi. Thôi em cho đây chân lượng ngâu chỗ chỗ easy gì á. Đâu 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 lượng ngâu chỗ đây luôn em. Xong vậy hả? Ta mua 4 chén bánh cá vậy. Đó lấy cái kia. Đúng rồi đúng. Cũng được. Cũng có thì cho được không? Rồi ok. Đây chị này chén đi được không em? Dạ được chứ, gì cũng được. Bẻ đũa nữa bạn con. Hả? Bẻ đũa cho bóc. Bẻ đũa. Vậy sao vậy? Vậy sao thầy Thảo nói tôi nghe làm vô đồng đồng nghe thật việc lên kiếm đi. Mới về cuộc thôi nghe. Này chưa hết lần này. Còn gì nữa? Còn tưởng làm gì thì đi cho tôi đi. Tốt gì đi cho tôi. Đây. Đi qua. Sao nó uống rượu? Trời chừng nằm lớn. Em dối chung người ta. Dạ dạ đây có đưa em. Ok. Đi nhiều quá. Nhiều đúng không? Mày cứ quay mày tự ăn tự quay đi, có tao uống mà mày uống. Đậu đã xuống đây tắm cho đã. Anh chồng đi tắm em. Quay đi. Thôi nghe, đây này chưa nó còn lòng còn nguyên cái. Được rồi, cái đấy. Tài cản đấy. Rất rất em. Dạ. Ở đây đã giữ không? Đúng rồi.
anh rồi ở đây anh với anh làm trò anh ở dưới dân chơi thôi người cả nhà mà... đi đi về đây bà đâu cho ở chung nữa đâu có lương nữa đâu không có lương nữa đỡ cái bàn dưới kia ngồi dưới nước nhậu luôn thì ngon nha trên nóng thì dưới mát nữa nó mát lên thôi cây em tát cái ly bia chút em hơi mặn mặn á ủa đang tìm đỡ đỡ mà đặng ông đi gốc cũng được cho để cây kêu được lên lên cây nhà mình lên đi lên anh em đi có đũa chưa? Chưa. Chưa. Nó làm phăng hết luôn rồi. Đâu nói để tôi kê, tôi lại tôi mua. Bé tiếp đi, bé tiếp đi. Đũa là cứ bé cái đồ này. Nè mà trâu e nó đây. Đũa là. Đũa là. Đũa là. Tao nè. Tao tư ra một bức tứ rượu hả? Này luôn luôn. À, tao tướng rồi. Em bẻ làm đôi ra cho em lột vô cái gì nó có đủ. Rồi. Đây. Nên á. Khô rồi. Giờ anh tập trung. Không đổ cái đít nữa lại. Thì nó múc gì mà toàn cái không. Mình vừa hết nè mọi người. Nó ngon. Có dùng cái lông, dùng dùng nghe. Rồi rồi, đi xì. Được, món này thôi. Thôi là hoang. Chà tớ ai đổ trong quý anh. Chà tớ bỏ trong quý anh. Bất ngon liệu. Chà tớ là anh hoang anh bỏ chà tớ. Chà tớ bỏ vô hả? Được. Em đây là chó nó nhỏ lại à. Chà đũa bự. Đúng rồi, nhiều đó. Đừng kêu cái cục xương nó lớn em phải gấp đũa đấy không nó gãy. Vậy không mang mẹ nhiều mà đây mà chạy nha. Vô. Giờ ông làm rồi. Rồi, vô. Thử thưởng thức cho là phải tối mới muốn. Rồi cho nó té. Vui gì bên đây mà thiệt vậy. Làm nó cắt cái đầu xuống đi. Trời mà rạng không gấp ra. Rồi. Đó bên kia anh sau đây được rồi. Bọn cho nó nóng. À vâng. Nước nước kiểu đây thì mới ngon luôn. À đấy bắt cái nước ấy nó ngon. Nghiên cứu đối lên. Thì có ngon rồi. Hai tay ở đây. Không gì đó. Anh đưa vô. Trời ơi. À. Rồi lấy rồi. Đang ngồi chơi đúng em ly anh. Đây là không có trại của anh vàng này luôn. Ok. Nhớ. À nhớ. Này học cưa làm rồi mày cứ từng nào tụi em cũng làm gì biết em là không đang tính gì không cuối tháng cuối tháng rồi tháng làm đi đỡ mấy bên mấy anh mà đàn lấy rồi lượng năm mới tháo rồi thấy cái ông thầy đẹp nó chuẩn bị đứt gãy cái gì đâu mà chưa nói đây không đủ ngày đây là coi thì bảy anh nói với hai đứa mà làm đấy bây giờ hai anh em này chú bộ đồ lòng ấy, với lờ da với lờ hai bên giường ấy, mày bầm nhỏ mình dám hết nồng ấy cho anh rồi. Đây đỡ đỡ chút mình xét luôn. Thịt à. Được. Cái này đỡ cho em đỡ đi, em cứ đỡ đi. Đỡ anh cứ đỡ đúng không? Đỡ cho anh. Đâu lên. Vô. Đâu lộc nó bọc. Còn đây luôn hả? Thảo mà chạy từ 80-90. Tôi xe tốc độ chỉ có 50 cây số chưa vẫn chạy 80. Tôi nè. Chúng nhiều gió. Dài hai đứa mày có dạy không? Đó chứ. Đây nó lên xe mà. Tôi đứa con đò này ai mà có cái máu gì là không cái máu đó nó bay. Nó lạ chứ không? Ví dụ như mà rạng đã có máu dương thì nó đò nó bình thường. Đây. Như là anh làm mấy cái kiểu của mối rõ ràng này. Nghe đâu. Ờ cái con nó sao? Cứ nghe miếng cho bời không biết được gì hết đấy. Đúng rồi. Bắt đầu ngấu nghe đổ thứ hai này nhiều lắm. Luộc ốm luôn. Giờ cái kia nó chín rau đừng chút lấy em cái đeo mình bắt tiếp. Giờ đây có xẻ cứ nhào vô nấu luộc hết. Không có xẻ. Thôi khỏi nước đi, đợi chút nữa lấy cái kia xét rồi bắt đầu luộc. Còn nhiều không? Nãy giờ không chịu ăn gì hết. Làm cái này chút nữa.
Giờ này tính định hướng nữa. Ừ, ông anh. Vô 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 hả? Ông làm luôn. Nhiều nhiều quá, chút là đây là khách nhiều quá. Chậm biết rồi, suối là tắm rồi. Tiền bài được cái đẻ. Nhưng mà ở tên cái suối là nhỏ quá, ở tên kia tắm sạch sẽ rồi. Thôi mà biết em chạy lao rồi, tao uống nước rồi coi. Không biết không biết gì. Thôi ông đậu rồi hết ăn à. Dạ, dạ, dạ. Lên. Hết giờ ớn đấy. Ấn liền vậy đâu, biết cái bài là vô là trồn kèo vậy, ấn liền vậy đâu. Nè, đậu đậu không chứ không chứ không. Người ta chưa múc là dối bên này, dối bên kia, cắn vào, đúng rồi, đầu rắm cái hầm lên. Còn đậu ở lại đúng rồi. Ớt ngon nghe, ớt ngon nghe. Dùng ấy tím. Đây em đang dùng dừa dừng á. À, tưởng cái dược kia khui nhớ cái dược gì không đâu chứ. Ý là khui làm gì? Dùng dùng là cái đấy là cái gì? Hết cái bao miệng với ai không? Ờ vậy vừa em gọi là én. Màu nè. Nhưng sư phụ mà thấy dừng là dừng cho con uống à. Có má. Bây giờ cứ lên cứ đeo ngầu ấy cứ đi. Không có ưu tiên sư phụ ai mà ai sư phụ đem. Ừ. Uống không được anh rước lắm nên làm sư phụ. Thế mà uống được biển vàng nước ông hút tiểu ông phải sư phụ. Nếu từ tới hết được. Ví dụ lao đi giải chiến gì cũng được chứ. Đi bài. Dù anh mua được phục đồ bài bản mà cuối cùng nghị quyết là tám lần nhưng mà em đang tính tăng lên tháng hai lần. Nói gì đâu. Lần không đạt nhưng mà tháng hai lần đổ nợ. Anh Dương. Tháng hai lần nhưng lần không đẻ đâu. Được không? Quan trọng là chỗ tập hết em mình sao. Ngon mà. Ok đấy. Đó anh lên. Trường nói tháng hai lần cũng được cái việc nhiều á. Không cái nghị quyết hai lần, một lần là ở không đỡ ngày 1 tháng 7 rồi luôn cái lớn rồi chứ vô làm vậy chết á. Xong cho nó biên đó. Biên không. Quá chung chưa? Xong này cắm rồi, nó cắm rồi. Nó cắm rồi. Mình làm lết đi. Ba bức. Hay không muốn nằm lại đây luôn. Từ mấy? Dạ. Không nằm lại đây luôn. Nhưng mà mới lên trường là 30% của 8 trường mấy. Có nghĩa là 8-2-4 có nghĩa là mở ra trường đi làm việc á. Đặt khoảng 11 triệu. Một hai triệu còn cao nhất thì khoảng 32 triệu. Mà cho anh nói cái thang mà đang làm dự thảo là cao nhất bao nhiêu thầy Tạo? 32 triệu. Nếu 32 triệu nếu 32 triệu cứ tháng 13 lần 32 triệu là trường mình chỉ có một liền ở với ai đúng không? Tháng có 12 triệu nhớ bữa nào anh nhiêu anh nhiêu tỉnh cao nhất không? 32 triệu anh hai ảnh cao nhất cái móc gần sân mới móc đang thấy một số trường làm dự thảo rồi mà mình cũng chưa biết cái vùng mình là cái vùng khó khăn mình chưa biết nghe vậy có nghĩa là nó đảm bảo cho người mở ra trường là đủ cuộc sống đúng rồi hai tuổi nhỏ này nói chứ mà tập giáo rồi sống đâu móc 8 triệu 3 mà 30% của 8 triệu 3 nữa là 8,4 là gần 2 triệu 5 đầu thì móc đó là gần thành phố thì móc đó là gần thành phố còn mình vùng ba chứ mấy đâu nữa ở chưa tính cả khu vực cái móc đó là móc gần thành phố mà nó đang 30% của tổng thu hả? Cái mà mất mất á anh uống hết rồi hai ba mình cho vậy đây mà mất luôn á luôn á mà có chứ mình bảo nếu nãy giờ đốt cái dao trên chuẩn nó bén nha nếu nữa thì lấy luôn cái dành một viên ấy định lốt hả đi to luôn hả đến cho hai dành đâu đó đi nhỏ báo hiệu có cũng được đúng đâu bên đâu cầu không chưa vô Vô lóc lấy rượu á. Cuối cùng là mức cao nhất. Rượu cái nè. Là mười mấy rượu á. À. Nói cho nên hấp dẫn thôi. Ý là nói cho hấp dẫn thôi chứ đâu có dưng được. 30% của 13 rượu đấy. Là sao bằng lương hiện tại. Bằng hoặc là hơn không bao giờ được. Không bao giờ đạt hơn. À gì xương không vậy vụ. Ví dụ anh là xương đây. Cao nhiều rồi, 30% của 14 triệu là có nhiêu? 10 triệu được 3 triệu nữa. 4 triệu 4 32 5 triệu mấy nữa. Hình như là ta nói 56 loại phụ cấp gì đó mà không biết cái loại gì để cho cơ lại cái 30% mà. Lúc nào 30 chứ mà mày có nhiều loại phụ cấp đó. Nhìn cái thân nghiêng là nó bỏ rồi á. Tại sao hay là nó dùng cái thân nghiêng. Nó không.
thằng Tăng sao không ăn lo cho mấy em. Béo ăn nãy giờ ăn chứ. Đi nó bưng đi đâu em đâu ăn được nên phải xe cha này. Cá lộ. Đâu tâm là bỏ. Lỗ chết lên đây hai ba ngoài đó ông nào cũng hay. Cứ chuẩn bị ghép cho mình bưng đi. Vô. Vô. Thấy chưa? Thấy ủ tây chưa. Dạ, biết nha chứ tháng sau là lương là bị sắp lương hả? 1 triệu 8 nữa. Còn vô kìa. Bây giờ có 1 tháng 7 nó có. Đây vô trong trường mình làm mấy cái đây nè. Em bỏ vô đây, anh biết anh sẽ thử, em thích anh thử. Gì mình cắt cái vùng sâu vùng xa mà cắt đi ăn. Khoảng này nó mềm. Cái lỗ á. Nó nói vậy chứ. Yếm chưa. Thì nói lắm mà. Lột đi, lột đêm, lột đêm. Thầy không nghe chứ. Giờ thì học mình lại học mình học nước, mình nói không đi chịu nghe. Một cái. Lên chịu nghe. Cái này học. Ủa cái này nó chịu chín đi xe ta. Cái này nó chịu chín đi xe ta. Về tái ngược mà chứ. Cung cấp ổng đâu có nói gì. Bây giờ đó, lấy cái keo của đâu có vậy đây luôn. Nè nè nè. Đúng không? Ai uống mà khuyên chi vậy? Có chi? Nước thơ không? Nước dừa ngọt mà. Rượu. Rượu. Vô đây đưa đây. Rượu mà không ăn không ăn không ăn. Em uống cái kia cho nó đẹp. Em cứ tưởng nước dừa nãy nó không có uống à. Uống bia. Cứ hết rượu. Hát gì vậy? Hết cái bia đây ra cái rượu nữa chứ gì đâu mà. Từ từ thôi chứ. Chi vậy? Mấy ông không cho bia kia lấy gì nó khui. Đúng rồi, đem ra bia cho nó. Đúng rồi, đem ra bia nè. Tôi phía tây mà, thùng mang phía tây. Ông làm lần lần. Ông kia rồi mà làm gì có. Ở đây là mình không. Ông đây cũng sẽ lấy mà. Cái chỗ này nghe, cái hai anh này ăn một tô. Ăn riêng thì lấy bia riêng cho ai. Ồ, ngon quá ngon ơi, anh ơi. Em ăn thêm miếng luộc anh. Luộc. Đây, sư bộ. Đây, làm thử làm thử dạ người ta ngồi chùa đá cái này hai bị đá kìa bây giờ tôi hỏi thiệt giờ cho hỏi thiệt mười mấy anh em chỉ món quen ngon hai nói ngon nghe nếu mà nó dơ là được không cho em được quá nó lần sau đừng có không có cho muốn cái tô đấy nữa anh phải cho muốn mà anh lạnh bưng đỡ xuống như nước cái tô cho đủ mình à đúng á được cái mấy cái phong mà mình cứ treo đấy rồi trái ra uống rượu xì cái tấm thay gián rồi đấy mấy tấm thay gián rồi đấy cũng to lắm lấy y bài đó tương tháng nộp cho anh Tân 500 rồi là họ bên nhậu chắc được hai nào bỏ đá cho chưa nói lại phải nhớ hôm nay nha năm trăm đâu có nhiêu đâu Dũng đâu hả không phải là nhậu hết một tháng nhậu 5 triệu đâu đủ đủ nè nhậu 5 triệu sao đủ nhậu một lần á là dư nhậu là dư tháng hai lần nhớ ờ tin vlog ngày nay tuần nào ví dụ tháng nào mình làm vô là riêng anh Sơn đạo diễn muốn biết nha rồi bia cứ nói ngon rồi trời nó nóng ý là hồi nãy anh chùm lửa anh có công chùm lửa không à còn ướp đồ là mấy Sơn chưa nhớ Sơn hết á anh Sơn hết á tí mình đạo diễn anh cứ nói anh chùi tôi là anh làm ý bài là lần sau anh làm đá đâu anh được anh làm bệnh đâu anh mình ăn đá đây là do ông thắng nắm miếng nào đâu nắm đi cái nãy như không không vậy nét chân lẹ không có lắc lư đâu do lửa đâu chứ hồi nãy là cứ chứ không do lửa ngay nãy là lửa do ớn là lửa đây đá đây em tôi vừa biết tôi thấy ông yên múc trên khớp lên không à em đá đây đá đây từ từ vô anh dâm dâm anh kia thì sao không nào có được cũng biết nào rồi xem em xét biểu hết rồi lúc bình giờ em đốt khớp rồi đó khớp hơn bình thường vô anh bên kia rồi em sẽ khớp luôn em sẽ khớp luôn à kia anh kia anh em luôn sẽ khớp đi vô này luôn rồi mình bỏ cái đốt mình đục cái bên kia nữa hết luôn thứ ba rồi mà lên à đây cũng hết rồi nè anh nào được nhiều cứu đi tháng sau mình ăn bò nha tôi làm hai lon một đường tụi em miết rồi chưa mỗi tháng là bảy ngày mười tháng này là tiếp tục ngày 4-6 ngày nữa giúp tiếp nhanh vậy nè liên tục cơ chứ mà là anh kêu nói thấy con bò kìa nó ba nó chuẩn bị bán rồi cột kìa bò cho anh mình cố bị gút hết bữa nào nói với bà Nam 30 tháng 1 năm bà Nam lên kế hoạch tiếp đúng không rào lâu lắm anh quanh ư ngay liên tục rồi chứ thầy thảo nghe ở nhà là sớm bên kia chứ mỏng mình ăn cực kỳ phương này không có chuyện này chỉ có ủ đồ vậy anh thấy em chặt vậy bây giờ mà nếu có thứ mà nếu thịt đông nén gõ gì kia đó trước mấy bạn anh chị anh em ơi không bỏ nghe ngáp ngáp
nghe quá, vừa xếp thịt mà vừa ấy luôn này. Xế thùng bia đưa anh mấy cái miếng đèn bỏ đây vậy. Bây giờ bỏ giờ bỏ. Đấy luôn. Xế thùng bia, xế thùng bia. Đã chuẩn bị nó bỏ thua thịt luộc đây mọi người ơi. Xế thùng bia ấy, xế thùng bia ấy. Không dám cái sao bỏ cái nào. Bỏ trong đây luôn hả? Vậy đưa đây anh em, đưa tô, đưa tô, bỏ trong đây luôn. Lấy cái tô cho mượn cái tô, bỏ thịt lên luôn. Nào, lúc này là cái vị lạ trong đó đóng sạch với nhau. Đó, trước đây nào, dính đây cho lấy thùng bia này. Sơ cư lóc. Ôi, cua trời ơi, má ông nóng. Kia là tin vlog, đây là sơ cư lóc. Được. Hai anh em mình giống nhau cái chữ lóc rồi. Giống nhau chữ lóc. Đồ còn nói thôi chứ sao dám ngủ chung không? Vậy vậy mà không chịu nãy giờ biết đâu. Thấu đi anh, không tay đi. Nãy giờ tôi bóc em không nghe anh em. Bóc tay thì bác giờ do tôi cầm được sắt mà. Rồi đi. Đâu 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 đâu. Đây 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 đây